Universe là tựa game nhập vai chiến thuật được lấy cảm hứng từ thần thoại Trung Quốc với những nhân vật quen thuộc như Tôn Ngộ Không, Na Tra, Dương Tiễn, v.v. Trong game, người chơi sẽ được đồng hành cùng các nhân vật yêu thích tham gia vào một cuộc chiến mang đậm chất sử thi thần thoại. Bối cảnh được diễn ra rất lâu trong quá khứ, nơi các thần ma quỷ quái cùng tồn tại. Lúc này một tên ma thần có tên là Lạc Thư đã làm loạn nhân gian và đối đầu với các vị thần trên thế giới. Mắt thấy mình sắp bại trận, hắn liền quyết định tự nổ thân thể của mình để hủy diệt cả thế giới. May mắn thay đã có một vị tiên đế hy sinh bản thân để thu nhỏ vụ nổ đó lại. Sau nhiều năm, nơi vụ nổ xảy ra đã tích lũy sức mạnh và tạo ra một đứa trẻ có sức mạnh của ma thần và tiên đế. Người chơi sẽ vào vai đứa trẻ có sức mạnh phi phàm đó. Liệu người chơi sẽ chọn theo phe ma thần hay phe tiên đế để thống trị thế giới đây? Tựa game có hơn 100 nhân vật đến từ những câu chuyện thần thoại quen thuộc của xứ sở Trung Quốc. Người chơi không chỉ được gặp gỡ những nhân vật nam cực ngầu, mà còn được khám phá và tương tác với những nhân vật nữ có tạo hình vô cùng chất trong game. Kèm theo đó là dàn hiệu ứng kỹ năng đặc trưng được thiết kế tỉ mỉ cho từng nhân vật để khiến cho các trận chiến trở nên hấp dẫn hơn. Lối chơi của game Midverse được chia làm hai lối chơi chính là lối chơi nhập vai chiến thuật và lối chơi nhàn rỗi. Trong phần nhập vai chiến thuật, người chơi sẽ phải xây dựng đội hình gồm 6 nhân vật đến từ những thế lực khác nhau trong thế giới thần thoại, từ đó tạo nên những đội hình mạnh mẽ có thể đối đầu với bất kỳ kẻ địch nào trong PvE hay PvP. Trong khi đó, lối chơi nhàn rỗi lại khá đa dạng khi người chơi có thể tu tiên, phiêu lưu, leo tháp, trèo máy để nâng cấp nhân vật của mình trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời nâng cao chỉ số sức mạnh của đội hình chính của mình. Từ đó giúp người chơi dễ dàng đánh bại những kẻ địch khó nhằn nhất trong tựa game mobile cực hot này. Có thể nói, Midverse là một tựa game nhập vai chiến thuật ấn tượng với bối cảnh thần thoại Trung Quốc. Không chỉ sở hữu lối chơi hấp dẫn mà phần đồ họa lẫn hiệu ứng trong game cũng đều đặc sắc không kém. Hiện game đang được ra mắt chính thức tại khu vực châu Âu và châu Đại Dương, dự kiến sẽ sớm ra mắt trên toàn cầu trong tháng 6 sắp tới.